làm chương trình Quảng Bình Điểm Đến xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chuyên mục kỳ trước, quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu những điều thú vị về đảo Yến. Trong chuyên mục kỳ này, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá một hòn đảo khác nằm cách đảo Yến 12 hải lý, đó chính là đảo Gió hay còn được gọi là đảo Chim. Từ đất liền đến đảo Chim, du khách có thể chọn cho mình một tuyến đường phù hợp. Du khách có thể bắt đầu từ cửa biển Nhật Lệ, Đồng Hới, đi thuyền ra đảo mất khoảng hơn 4 giờ đồng hồ. Hoặc đi thuyền từ cửa biển xã Cảnh Dương, chỉ mất 2 giờ đồng hồ là đến đảo Chim. Khi chỉ còn cách đảo chừng 1 km, tiếng chim Hải Âu đã rộn ràng, réo rắt. Từ tàu lớn, chúng tôi được cảng chiến sĩ biên phòng Hải đội 2 Quảng Bình đưa vào đảo bằng thuyền nhỏ. Sau đó, dùng thuyền thủng mới vào được chân đảo. Sóng biển ở đây mạnh hơn sóng ở quanh đảo Yến. Đường lên đảo Chim cũng vất vả hơn. Nhìn từ xa, đảo Chim được bao phủ bởi một màu xanh do hòa quyện giữa cây xanh trên đảo với màu nước đại dương. Bao quanh bề mặt hòn đảo là những lùm cây rậm rạp, thấp lè tè, chen lẫn với những khối đá lô nhô. Đảo Chim được nhiều nhà khoa học đánh giá là đảo chim thuần chủng lớn nhất Đông Nam Á và vẫn còn mang tính chất hoang sơ. Đảo rộng chưa đầy 1 km vuông nhưng là thiên đường lý tưởng cho hơn 3 triệu con chim Hải Âu cư trú. Ngoài ra còn có các loài chim khác như chim én, chim yến. Chu kỳ sinh sản của chim Hải Âu là quanh năm, đặc biệt là vào mùa nóng. Trứng chim Hải Âu rất mỏng, được ấp trên mặt đảo khá nóng nên chỉ vài ngày là có thể nở thành chim non. Tới đảo Chim, chỉ cần với tay, bạn đã có thể cầm được một tổ chim. Tổ chim Hải Âu được làm bằng cỏ hoặc lá, có thể nằm giữa lùm cây, trong hốc đá, trên bãi cỏ và san sát nhau. Thưa quý vị và các bạn, cảnh quan của đảo Chim còn mang nét nguyên sơ hoang vắng, chưa có sự tác động của bàn tay con người. Đứng trên những mỏm đá cao của đảo, phóng hết tầm mắt, mở rộng tầm nhìn, du khách có thể thưởng thức được vẻ đẹp kỳ diệu, thoáng đãng giữa vũ trụ bao la. Ở đây du khách còn được ngắm nhìn toàn cảnh biển khơi, đồi núi, lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rầm vào các vách đá, tiếng các loài chim trên đảo, tất cả quyện lại tạo nên một thứ âm thanh rất mới lạ và rất vui tai. Đảo Chim không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp kỳ diệu của núi non, sông nước mà nó còn có sức quyến rũ của môi trường trong sạch, khí hậu trong lành và những địa điểm du lịch độc đáo, thú vị. Tham quan đảo Chim, du khách sẽ có điều kiện ghé thăm các hòn đảo thơ mộng khác của địa phương như đảo Yến, Hang Dơi trong cụm đảo phía Bắc của tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, đảo Chim có đầy đủ mọi yếu tố để thu hút khách tham quan, nhưng địa chỉ này vẫn còn hoàn toàn xa lạ đối với du khách trên bản đồ du lịch Quảng Bình và cả nước. Hàng năm vào cứ mùa dịp hè đến thì thỉnh thoảng mới có một vài đoàn du khách tìm đến đảo hoặc là các đoàn khách của tỉnh ta đưa ra thăm và giới thiệu về đảo. Còn lại là các ngư dân đánh bắt thủy hải sản trên bờ ghé vào đảo để nghỉ chân. Và hiện tại đây chúng tôi đã được may mắn gặp bác Sơn, là một ngư dân đánh bắt ở đây và đã ghé vào đảo Chim để nghỉ chân. Vâng, chào bác Sơn ạ. Vâng, chào bác. Vâng, bác có thường xuyên ghé vào đảo không ạ? Thôi bây giờ cũng tuổi già sức yếu, lấy đảo làm cha làm mẹ, cho nên cũng luôn thiện là gặp anh em, cùng với anh em ra vui. Và ấy là để cho anh em biết đảo của ta, đảo của Quảng Bình. Còn về đảo Chim nó có vẻ đẹp chi, bà có thể là chia sẻ với cháu không ạ? Mình chỉ sướng nhất cái là ở đây là hòn này là cảnh rất nhiều, tối ngủ là không ngủ được, nó kêu ầm luôn. Vâng. Đó, cảnh đó. Vâng. Mà quanh năm tận cuối tháng 3 là đẻ trứng rất nhiều. Cũng giống như đảo Yến, đảo Chim chưa thực sự thu hút du khách bởi vị trí của đảo khá xa so với đất liền. Giao thông đi lại chưa được thuận tiện. Những giá trị đích thực về tiềm năng du lịch của đảo chưa được đầu tư khai thác và quảng bá rộng rãi. Bên cạnh đó, sự tác động của một số ngư dân khi ngang qua đảo đang làm cho đảo Chim dần mất đi tính an toàn và môi trường sinh sống của chim không được đảm bảo. Trong tương lai, khi được sự đầu tư, khai thác hợp lý và bảo vệ kịp thời của các cơ quan chức năng,
đảo chim sẽ là điểm đến lý tưởng cho những nhà khoa học trong nước và nước ngoài muốn nghiên cứu, khám phá các loài chim quý và những du khách yêu thích thiên nhiên muốn tham quan khám phá hòn đảo này. Thưa quý vị và các bạn, mỗi hòn đảo đều có một vẻ đẹp riêng, một dấu ấn riêng, khiến cho những ai đến đây một lần sẽ nhớ mãi. Hy vọng một tương lai không xa, đảo Yến và đảo Chim sẽ là một nơi thu hút du khách đến tham quan và khám phá. Hành trình khám phá hòn đảo của chúng tôi xin phép được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.